Thì đây là một câu hỏi tự luận và đây là một câu hỏi khá là quen thuộc khi mà kiểm tra ở trong các bài kiểm tra 15 phút hay là 45 phút ở trường của các em. Đó là cho các nguyên tố sau: natri, magie và kali với hai yêu cầu. Thứ nhất là lập công thức các oxit, hydroxit tương ứng với mỗi nguyên tố trên và lấy hóa trị cao nhất ở trong các hợp chất này. Thứ hai đó là so sánh tính chất của các hydro đó, hydroxit đó liên hệ với tính kim loại của nguyên tố trên. Được chưa ạ? Đầu tiên, như thầy Duy nói ở các video trước, chúng ta đã biết được rằng là khi chúng ta gặp các nguyên tố thì việc đầu tiên của chúng ta đó là phải viết được cấu hình E. Từ cấu hình E này chúng ta có thể suy luận ra các cái yếu tố có liên quan đến vị trí này hay là tính chất của nguyên tố các em nhé. Một, ví dụ một, với natri cấu hình là 1S2. Với magie với kali đấy, ví dụ cái câu A này thì có nhiều bạn mà là câu A rất là dễ đúng không nhỉ? Bởi vì chúng ta đã biết được hóa trị rồi. Nhưng cái vấn đề là chúng ta biết hóa trị đó là hoàn toàn là một cách thụ động, không có một cơ sở nào cả. Có nhiều bạn thì lại nhớ là lớp 8 chúng ta học cái bảng 1 trang 42 ấy, trong sách giáo khoa là bảng chúng ta đưa ra được là các nguyên tố này về hóa trị như thế nào đúng không? Tuy nhiên rằng với chương trình lớp 10 thì nó lại cần nhiều hơn thế. Nó cần chúng ta phải khai thác được cái hóa trị đó từ cơ sở. Vì sao nguyên tố này lại có hóa trị cao nhất là 2 mà không phải là 3 hay là các hóa trị khác? Ví dụ ở đây chúng ta thấy natri nhé. Cái lớp ngoài cùng của natri ở đây chúng ta thấy là 3S1 đúng không ạ? 3S1, 3S2, 4S1. Đấy. Đây là các lớp ngoài cùng của các nguyên tố này. Chúng ta có thể suy ra được cái hóa trị hay là số E hóa trị ở đây nó sẽ là 1. Đấy, ở đây sẽ là gì? Hóa trị mấy ạ? Hóa trị 2. Đây sẽ là hóa trị mấy ạ? Hóa trị 1. Đây, ví dụ đây là E hóa trị nhé. Đây, các E hóa trị như này. Được chưa? Thì với các trường hợp này, sau đó chúng ta mới bắt đầu có thể lập được công thức nhé. Thế thì với cái chuyện này thì thầy Duy sẽ lập như sau. Thầy Duy sẽ kẻ vào. Đây, ví dụ như là nguyên tố này. Đây sẽ là oxit này. Đây sẽ là hydroxit.